Nè, đây cái này từ 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 rồi thì bây giờ mình lấy cái nước kiềm tính cao của máy Mitsubishi để lấy một cốc rồi em lấy nước chín cái năng của kem điện vào đây những cái đường này anh đứng chắn qua cho anh Cường thấy mình thử nghiệm về cái độ kềm tính, cái độ chống lão hóa và cái độ viên tinh thể trong nước ha. Thì trước tiên á mình có cái cốc nước đây rồi. Đây đây đây, Mitsubishi đây. Mitsubishi đây. Thì cái máy Kangen này là máy điện giải vi khoan của Nhật Bản. Nó có đặc biệt nó là trong đây nó có tới 8 thanh dằn trắng mạnh. Và anh không biết là cái máy Mitsubishi nó có gì bao nhiêu cái, nhưng mà cái máy này hệ thống nước lọc nên đi qua cái đầu lọc này, xong đi qua cái hệ thống điện giải 8 cái thanh dằn trắng mà loại bạch kim mà đạt tiêu chuẩn y khoa. Do đó cái máy này là cái máy duy nhất ở Nhật Bản được chứng nhận là dụng cụ y khoa. Thì bây giờ mình muốn thử cái nguồn nước uống, bởi vì nguồn nước uống từ 8.5 pH 8.5 độ kềm tới 9.5 thì nó có cái ba cái tính chất căn bản nhất là chất kềm tính, chất chống lão hóa và phần tử nước nhỏ. Thì bây giờ mình muốn thử cái độ acid, cái độ không antioxidant là chống lão hóa ha. Cái này cũng trắng ha. Còn đây là nước Mitsubishi. Cái này nước trong vòi. Này nước lọc, nước là gì? Nước này là nước Kangen. Bây giờ mình calibrate cái máy trước. Cái máy nước Kangen nó tạo ra cái nước một cái loại nước đặc biệt là 2.5, cái độ pH 2.5. Cái độ cái này là cái máy ORP nó đo cái hàm lượng. Còn nhờ những phân tử tự do, cái nước này cái độ phân tử tự do của nó lên tới 1140 mấy. Do đó nó có khả năng diệt trùng tối đa 99.9% vi trùng, vi khuẩn, virus, fungus. Do đó còn cái máy, những cái máy khác thì không thể nào tạo được cái nước này ha. Bây giờ mình đo cái độ ORP là độ chống lão hóa. Cái độ dương có nghĩa là nó có rất là nhiều phân tử tự do. Độ âm có nghĩa là chống lão hóa. Bởi vì mình uống nước trái cây mà tươi nha, hoặc là mình đi ra biển, hoặc là đi ra cái thác nước, hoặc là suối rừng mà rất là tinh khiết thì cái độ này nó sẽ âm. Còn bây giờ trong không khí mình ở Việt Nam 900 mấy so với bên Mỹ có 300 mấy. Có nghĩa là sao? Ở đây cái môi trường mình ô nhiễm rất là nhiều so với bên Mỹ. Cái này là thực tế ha. Giờ mình đo nha. Rượu bia 1 mấy. Ủa cái này đúng không nè? Ủa sao ngọt ha? Cái máy của em có bị gì không nè? Sao nó là âm? Cái này không thể nào âm được. À cái này thì âm đúng. Mitsubishi. Âm. Coi như là trung tính đó. Cỡ âm nó lên xuống
qua nước thường nha. Dương nè, đúng chính xác nè. 200 mấy ha, là vi 200 mấy luôn. Kangen water âm gần 780, đi ngược lại lên. Do đó cái nước của em nó không bằng 1/8, nó nhảy lên nhảy xuống thành porcelain cái đều. Do đó cái nước này không đều nè, không có stable, không stable. Bỏ qua rượu trắng cũng giống luôn, rượu cũng dương tính. Rượu này organic hả? Rượu nếp. Rượu nếp, đúng rồi, organic. Đúng rồi, rượu organic thì lên. Cho nên là thấy rõ ràng ha. Tháp đúng không? Tháp nè. Là vi là King of Water âm 700 mấy. Khủng khiếp không? Mình so được. Cái thằng này là âm có 50 mấy, xong rồi nó nhảy xuống không. Có nghĩa là cái là hàm độ chống oxy hóa của nó rất là ít, hoặc là nó không đều. Tại sao? Trong cái máy này bây giờ bắt đầu anh, cái máy này nó dùng cái gọi là SMPS switch, do đó khi dòng điện nước chạy qua đó nó on, nó off, on, nó off. Tại vì cái điện mà chạy cái nước này nó sẽ làm cái máy cực nóng, do đó nó phải on off, và khi on off thì cái nước nó ra là không đều, có nghĩa có lúc thì nó điện giải, có lúc không. Còn cái máy nước Kangen nó sẽ dùng bằng cái gọi là transformer, là cái đồ submeter, hay bên đây transformer tiếng Việt mình là cái gì ha, máy biến điện. Mà cái máy đó nó dùng trong tất cả những dụng cụ y khoa, hoặc là những dụng cụ làm trong satellite quốc phòng á. Do đó nó rất là stable, cho dù cái máy mình tắt đi 10 second, 10 giây, dòng nước vẫn ra đều, vẫn có điện giải. Do đó cách đó là cách tốt nhất để nó giữ được cái hàm lượng chống oxy hóa. Rồi bây giờ mình thử lại cái kèm ha. Thì hôm nay là mình có cơ hội rất là lucky, mình có cơ hội để mình coi được cái hàm lượng chống oxy hóa như thế nào. Còn mình hiểu, muốn hiểu về chống oxy hóa thì ta mặc là một thí dụ căn bản cho mọi người hiểu một tí ha. Đây là cái nước vòi của mình. À, cái này là thuốc đỏ. Thuốc đỏ là cái mà mỗi ngày mình đều dùng để sát trùng đúng không? Cái này là cực độc, bởi vì nó có nhiều phân tử tự do y chang như thằng này vậy đó. Nhưng mà thằng này dùng thì lại không rác, mà cái thằng dùng này là rất là rác. Thì cơ thể mình mỗi ngày trong sạch nhưng mà bị bởi ô nhiễm môi trường, giống như đồ ăn, thức uống, hoặc thậm chí là hơi thở, không khí của mình có rất là nhiều chất, có nhiều chất độc. Thì khi mà mình cơ thể mình nhiều bị nhiễm độc như vậy thì đa số là mình phải uống nước trái cây, uống trà xanh hoặc uống vitamin C. Thì đây là cái chai vitamin C. Do đó khi bệnh là mình hay uống nước trà nóng xanh, hoặc là cho uống vitamin C. Đa số bác sĩ sẽ cho mình uống mấy cái này để mình giống như là giả những cái giống như chất độc trong cơ thể của mình. Thì cái này là vitamin C ha, vitamin C. Thì khi uống vitamin C thì cơ thể mình nó sẽ từ từ nó thanh lọc những cái chất độc. Nhưng mà đồng thời nếu mà mình có cái nguồn nước Kangen, bởi vì nước này nó có rất là nhiều chất chống lão hóa ha, nó cũng có khả năng tuyệt tiêu luôn chất độc. Do đó khi mà mình lỡ giống như tụi anh là đi tìm hiểu về, đa số là ăn đồ bệnh rất là healthy, dân người ta ăn đồ organic, có nghĩa là đồ trồng tự nhiên. Đi về đây ăn cái gì, bất cứ cái gì là trúng một ngọt cái là người nó đỏ rang mà nó nhức nhối. Nhưng mà khi mà bị như vậy anh uống nước này vô thì nó giả. Hôm qua cái em này bị gì để cho anh nói em ăn được ngấm hóa chất ấy, sau đó em đi giường tất cả nổi mụn ở khắp mặt này nó đỏ luôn. Mà em uống thì được 9.5 rồi, 6-30 phút tới đây là bị thuốc mà nó giả ra. Cho đó cái này là một hình thức để mình giống như là đánh tan những cái chất hóa học nó đi vào cơ thể của mình. Thôi bác thử một cái nước với sôi xì coi nó có ra không. Ok, mình thử lại. Nếu mà anh em chia 3 ly chứ ha. Đưa cho anh đổ đi, đưa cho đổ cái đó đi. Đổ cái này cho anh. Rồi để thử cái nước với sôi xì. Ly này ly. Thôi đi nữa nè. Ủa cái đó tháp mà. Tháp mà cũng thử mà. À, thử tháp. Thử. Thử bằng cái này. À. Anh đổ ra 2 cây đúng rồi. Để đổ ra 2 cây. Có
cần mỗi thứ. Được chưa? Rồi, được rồi. Được chưa? Tại chemist tờ bê. Đúng hàng lượng. 90 nữa chắc rồi. Rồi, nước Mitsubishi ha. Dĩ nhiên nó cũng có thể giả được một phần. Không luôn. Không nha, nước hàng gần ha. Nước hàng gần. Đúng hàm lượng. Đó. Qua đây, đây xem tí nè. Rồi đó. Bắt qua. Bằng nhau này, bằng nhau. Ở bằng nhau. Cho nên mình thấy rõ ràng ha. Cái hàm lượng chống oxy hóa thằng này nó mạnh gấp bao nhiêu lần như thế này. Và cái máy mình đo là thấy là hiệu quả nhất. Cái thằng này gấp 8 lần, 800 lần so với. Cho nên đôi khi cái máy này ban đầu có thể là nó tốt, nhưng mà bay bởi thời gian cái máy nó không thể tự mà mình có thể clean cái máy bên trong. Do đó cái màng lọc của nó sẽ bám những cái calcium là chất vôi á. Và khi mà bám chất vôi thì cái điện giải nó chạy không được nữa. Ok. Em mới thay cái thỏi lọc. Cái thỏi lọc là cái bề ngoài, còn bên trong, cái bên trong là cái ngoài cảm nhận. Trong cái máy. Cái này nè em. Cái đó nó có những cái thành điện giải nó chạy điện. Mà cổng mà khi mà cái nước nó có, nó calcium mà nó ấm. Bởi vì cái máy thường nó không có cái technology là mình có thể tự quy máy. Nhưng mà cái máy Vinagic này nó có, mình sẽ dùng cái gọi là citric acid để mình clean cái máy. Thì mỗi một tháng mình clean thì nó tẩy ra được tất cả những cái gọi là chất vôi bám. Do đó cái độ chống oxy hóa nó bền lâu và nó lại giữ được cái chất lượng của nó. Do đó cái máy này nó đạt được tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn y khoa của Nhật Bản. Cái thứ hai, nó có huy chương vàng ở nước Mỹ và nó là đứng đầu trong hiệp hội quốc tế của nước. Bởi vì cái chất lượng và cái độ bền. Và cái thứ ba là cái an toàn. Bởi vì mình không biết được cái titanium trong cái máy này, tụi mình nhớ mình gãy xương hoặc là cơ thể của mình mà muốn bỏ cái gì vô cơ thể mình phải dùng cái titanium để mình screw, đúng không? Tất cả những cái material, cái chất lượng nó phải là y khoa. Thì cái máy Inagic nó dùng bằng y khoa. Còn nếu những cái máy khác nó có thể dùng nguyên liệu cũng giống nhưng mà không đạt được tiêu chuẩn y khoa, thì đôi khi những cái kim loại có thể nó bị tiết vô nước, không những có thể là tốt mà có thể là hại nữa. Chị nên thấy rõ ràng ha. Bây giờ anh có cách nào kiểm chứng như này, cái nào tốt hơn? Tại vì mình nhìn mà mình cũng đâu có biết được. Thì cái này là nãy nè, cái hàm lượng độc tố rất là nhiều, đúng không? Đúng. Em đổ cái nước này vô nó chỉ giảm được, còn cái thằng này đổ vô nó gần với như khi hết. Mình biết nhưng anh có khẳng định như này là oxy hóa nó hết. Anh có cái gì đó để đo để cho kiểm chứng cái này nó thấp hơn này. Hồi nãy em đo nhưng mà anh nó qua cái chai đỏ. Đó, hồi nãy anh đo nước trống không? Hồi nãy anh đo cái này đúng không? Anh không có hiểu vấn đề. Anh là người không hiểu vấn đề. Không. Tại anh thử nước này vô, anh bỏ nước trà đỏ vô. Xong đó anh pha nước này vô. Đúng không? Thì bây giờ anh kiểm chứng cái thằng này chắc nào? Kiểm chứng là biết không? Kiểm chứng cái gì? Sao mà kiểm chưa hiểu? Bây giờ anh kiểm tra cái nước Mitsu trong đây. Là nồng độ thằng này nó cao, đúng không? Anh cũng thử cái nước này thì nồng độ nó thấp, âm tính. Bây giờ anh đổ cái nước này vô thì nó đỏ màu, đúng không? Bây giờ anh đổ cái nước này vô để cho cái sữa tôi uống này vô, nó sẽ khui ra được những cái chất hóa học. Anh đâu kiểm chứng được cái này, anh kiểm chứng, bây giờ anh kiểm chứng nè. Mình kiểm chứng bằng mắt thường mình đã thấy rồi, huống gì? Mắt thường thì chưa thấy được. Chỉ còn một giọt nước tẩy vô đây thì nó sẽ ok, nó sẽ không. Ý của anh này là có thể cái mắt thường không có. Mắt thường mình không thấy được. Bây giờ anh thấy được trong này anh có công việc bổn trong này không? Đâu phát được, anh đã có cái gì đó anh kiểm chứng. Em nghĩ kiểm chứng là mình đã kiểm chứng trước. Thực ra cái lúc này là anh về nãy anh kêu kiểm chứng này. Cái này là nhưng mà cái đó mình đều xài cho hai cái hết. Đồng đồng ý xài hai cái hết. Nhưng mà chị đâu có dùng cụ là kiểm chứng cái này. Chị mới kiểm chứng thang nước không à? Anh chưa kiểm chứng cái này. Anh muốn kiểm chứng cái gì? Cái này thuốc đỏ mình muốn. Biết rồi, nhưng mà tôi ý là nước hai nước này nè. Ý này tôi là kiểm chứng anh đã qua sạch khi anh đã dùng nước này. Đúng không? Anh uống nước này vô. Anh nói nước này giờ nước tốt. Nước không tốt. Không phải không tốt. Tôi giả sử như vậy. Rồi tôi không đủ. Không đủ tiêu chuẩn đi. Nhưng mà anh có cách nào nói hàng này cái nào là tiêu chuẩn?
Ủa, nếu như mà nó không nó giống nhau hết thì cái màu nó đâu ra giống.